Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Hôm qua em đăng hai cái biến tần hóa lưới bám tải 3 kW và 6 kW giảm giá trong tháng 12. Thì có rất nhiều anh em quan tâm đến chiếc biến tần có thương hiệu Sumri. Đấy, đây là loại biến tần mà giá rất là tốt, giá rất là rẻ. Đấy, thì bên em nhập về thì đây các bác nhìn, đóng hàng khách đặt chiều nay. Đấy. Gần hết rồi. Đấy, bóc ra gần hết rồi. Bên đằng này còn 3 chiếc. Đấy. 3 chiếc nữa. Đằng này. Còn đây là máy bơm nhé. Máy bơm này thì em sẽ giới thiệu trong video sau. Đấy. Thì có anh em thắc mắc hỏi là giá biến tần Sumri này trong tháng 12 này có giảm giá không? Thì cũng nói thật với các bác luôn là giá để cho các bác như vậy là rất là tốt rồi. Đây. Ví dụ như con 3 ký này các bác nhìn. Đấy. Con 3 ký này. Đấy, con này thì sẽ để cho các bác là 4 triệu rưỡi nhá. Đấy, 4 triệu rưỡi bao phí vận chuyển nhá. Đấy. Còn bác nào mà lấy thêm pin mặt trời thì các bác sẽ được một cái giá tốt hơn nữa. Đấy. Bởi vì các bác lấy combo nó sẽ khác với cả lấy một cái sản phẩm. Đấy, con 3 ký 8 này, chạy hệ lưu trữ là 24V. Công suất thực là 3 ký các bác nhé, 3 kW. Đấy, công suất thực là 3 kW. Con này giải điện áp vào này từ 55 đến 450V. Thì với cái giải điện áp này anh em sử dụng pin mặt trời rất là dễ. Bởi vì các bác sử dụng hai tấm pin mặt trời có công suất 400 trở lên là các bác đã chơi được rồi. Đấy, như vậy các bác sẽ đầu tư năng lượng mặt trời từ từ rất là tiện. Lưu ý với anh em nhé. Điện áp VOC hở mạch của con này là 450 nhé. Đấy, như vậy là các bác mà dùng pin mặt trời thì các bác cứ dùng độ 7 tấm quay đầu hoặc 8 tấm. Đấy, không nên dùng 9 tấm trở lên nhé. Con này dòng sạc mắc là 80A. 80A các bác sạc thoải mái. Con này cho ra sóng siêu chuẩn, tần số 50 trên 60 Hz. Đây, thì có bác này là 6 ký 2 này. Đấy, em ghi 6 ký 2 này. Bác này lấy 3 ký 8 này. Đấy, để ghi vào này xong đến lúc dán đơn vào mới không bị nhầm. Đấy. Bác này có bác này lấy con 3 ký này cộng đồng hồ này. Bác này lấy cả chắc bác này lấy hộ bác nào ở xóm một cái 3 ký, một cái 6 ký này. Đấy. Con này là tinh bao quên tích phải 5 ký. Thì bên em tích file 5 ký thì đang bán 5 ký rưỡi nhé, là 9 triệu rưỡi. Đấy. Đấy, đơn này, đơn buổi chiều ngày hôm mùng 1 tháng 12 này. Đấy, thì trong video sau em sẽ báo giá với các bác nhé, những cái tháng 12 này được các bác được giảm những cái gì, tấm pin mặt trời loại nào loại nào. Đấy. Đấy, các bác lấy hàng thì em cũng đã ghi hết vào đây rồi. Đây. Đấy, biến tần 6 ký 2 này, bình ắc quy này. Đấy. Ghi vào xong em sẽ phải đây, ví dụ như bác này lấy một bình ắc quy là em phải ghi vào. Đấy, để đến lúc dán đơn nó không bị nhầm. Đấy. Đấy, có đơn chốt cuối đây. 5 biến tần tích file 5 kW này, pin mặt trời này. Đấy, thằng tích file này thì nó đắt hơn. Đấy, 9 triệu rưỡi một cái 5,5 kW này. Dùng hay lắm. Đấy. Đấy, có các bác lấy bơm này. Đây, một bác lấy bơm 21 mét này. Một bác lấy bơm hút sâu 50 mét. Đấy, thì em cũng phải ghi vào đây. Đấy, bơm 21 mét này. Đấy. Bơm 50 mét. Đấy, phải ghi vào này, có là quên. Đấy, tiếp theo sang giới thiệu đến các bác cái con 4.200 VA, công suất thực là 3 ký 8. À, các bác nhìn này, công suất thực là 3 ký 8. Nhiều anh em lại bảo là con 4 4 ký 2. 4 ký 2 nó tính là 4.200 VA. Còn các bác phải tính cái công suất thực của nó này. Đấy, ví dụ con này 3 ký 8 này. Chạy hệ lưu trữ vẫn là 24V nhé. Công suất hỗ trợ pin mặt trời lên tới 6.000W. Giải điện áp giống như cái con 3 ký vừa nãy em vừa giới thiệu. Không có gì thay đổi. Đấy.
Con 3,8 kg này thì bên em đang bán là 5 triệu rưỡi bao phí vận chuyển cho anh em nhé. 5 triệu rưỡi bao phí vận chuyển. Nếu như các bác mà lấy pin mặt trời với cả một số phụ kiện các thứ nữa thì em lại có cái giá combo cho các bác. Lại khuyến khích các bác một chút để gọi là động viên tinh thần. Đấy. Tiếp theo là con đây, con này là con 6,2 kg nhá. Con này công suất thực là 6,2 kg này. Đây, 6,2 kg. Con này thì công suất là model là 7.000 VA. Công suất thực là 6,2 kg. Chạy hệ lưu trữ là 48V. Các bác nhé. Chạy hệ lưu trữ đây là các bác nhìn này. Lưu trữ là 48V. Giải điện áp vào giống hai con kia. Không có gì thay đổi. Đấy, đều là công suất là sạc của nó là 110A. Hỗ trợ pin mặt trời là 6.000W. Đấy. Tần số 50 trên 60 Hz. Con này 3,8 kg này. Cũng dòng sạc tận 110A. Các bác dùng có bao giờ cho hết rồi. Đấy. Thì với những cái dòng biến tần như thế này. Đấy, để giá rất tốt rồi thì bảo hành cho các bác là 6 tháng nhé. Bảo hành cho các bác là 6 tháng. Thì đối với cái thằng 6,2 kg này để cho các bác là 7 triệu nhé. 7 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc. Đấy. Bác nào mà lấy thêm cả pin mặt trời hoặc là các loại khác nữa thì lại bớt tiếp. Đấy. Trong tháng 12 này bên em giảm giá rất nhiều loại thứ. Rất nhiều loại các bác sẽ được giảm giá trong tháng này nhiều lắm. Thì các bác chú ý theo dõi kênh để theo dõi những cái video mới nhất mà em ra. Đấy, có một cái loại quạt trần, loại nhỏ đây này. Đấy, quạt trần loại to hôm trước giới thiệu rồi. Đây là quạt trần loại nhỏ. Đây, bên kia nó gửi cho một mẫu về. Nó gửi cho mẫu 3 cái. Thì với ba cái mẫu này thì bán cho các bác gọi là bán cho vui thôi. Bởi vì là bọn nó bán chào giá thì bọn nó để cho cái giá rất là tốt. Ba cái này. Đây, kích thước này. Các bác nhìn. Đấy. Loại này loại nhỏ, nó cũng 12V nhưng mà loại nhỏ. Đấy. Còn bác nào mà thích nhờ bình ắc quy đây. Ắc quy xe điện này, 1.300 lần sạc xả nhá. 1.300 lần sạc xả. Bình thường các bác đang sử dụng cái bình ắc quy xe điện là 650 lần chu kỳ sạc xả thì các bác dùng 2-3 năm là các bác vứt. Còn với cái thằng này thì đây dung lượng này 20,3A. Đấy, 12V 20,3A. Các bác dùng 5 đến 6 năm mới hỏng, bao giờ cho nó hỏng. Đấy, mua cái loại này rất là tốt. Đấy, ông này thì ông này ông quảng cáo, ông này ông diễn viên Trung Tử Đơn nổi tiếng của Trung Quốc. Nói chung là cái thương hiệu của cái thằng này thì nó mới, ông này ông mới quảng cáo cho nó, bởi vì là cái đảm bảo về cái chất lượng cũng như là cái chi quảng cáo cho ông này khá cao. Ông này ông quảng cáo bởi vì nó một cái người ta chọn quảng cáo không hề đơn giản. Ví dụ như ông này là ông kiểu như thể hiện sức mạnh, ông này diễn viên võ thuật của Trung Quốc. À, thể hiện là sức mạnh. À, đây là cái dòng mới nhất mà cái dòng xe điện nó ra, nó sử dụng cái công nghệ là graphene này các bác nhìn. À, sử dụng công nghệ graphene. Công nghệ graphene này là công nghệ mới nhất, nó được sử dụng bây giờ nó đưa vào cái công nghiệp của xe điện. Anh em được hưởng cái chế độ này rất là hay. Và cái graphene này nó là một cái chất hóa học. Đấy, được con người chúng ta tìm ra và bây giờ nó đang được vận dụng vào và nó được ví như là cái vàng đen rất là quý và nó được sử dụng trong cái bình ắc quy này. Đấy, còn nhiều loại hàng khác, nhiều loại hàng lắm, các bác mà thích loại nào thì các bác theo dõi kênh thì em sẽ đăng lên để các bác xem. Đấy, còn cái bơm này này, bơm này thì trong video sau thì em sẽ giới thiệu đến các bác nhé. Đấy, còn nhiều loại hàng lắm. Ừ.
sử dụng năng lượng mặt trời hiện nay đang rất là tốt, các bác nên sử dụng, bởi vì là giá bây giờ nó đang rất tốt. Đấy, còn bác nào thích lấy dây điện nhá, dây điện này, dây điện là 12.000 đồng một mét đơn. Đấy, dây này thì bán thì không có lãi đâu, bán hỗ trợ cho các bác dây này, dây 4 chấm nhá. Nhiều anh em hỏi là có nên sử dụng cái dây này không, thì trong video trước em cũng đã nói rồi. Dây DC này thì khi các bác vứt lên mái nhà 15 đến 20 năm nó hỏng được cái vỏ ngoài này. Đấy, 15 đến 20 năm mới hỏng được. Còn một số bác mà tiết kiệm thì các bác sẽ mua cái dây AC. Dây AC thì các bác để ngoài trời làm sao được. Đấy, để nó nhanh 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 kiểu như mại mại dây, thành ra nó nóng dẫn đến cháy chập. Còn với thằng DC này, tại sao nó chỉ làm dây đơn mà không làm dây đôi? Đấy, nó đều có cái nguyên lý của nó hết. Đấy, bởi vì là khi sử dụng năng lượng mặt trời nhá, thì thời tiết ở trên nó đã nóng rồi. Bởi vì nó tránh cái trường hợp là cháy chập, không thể đi hai cái dây này kiểu như là liền nhau. Đấy, mà phải tách ra. Lúc nắng nóng thì nó sẽ làm cái dây này nó sinh nhiệt. Đấy. Cho nên là không bao giờ người ta để cho hai cái dây đi với nhau, người ta chỉ đi dây đơn. Đấy. Bên em còn màu nữa là màu đen. Dây đỏ là cực, các bác sẽ ký hiệu cực dương, ví dụ thế. Còn dây đen các bác ký hiệu cực âm. Thì nó rất là dễ đấu nối và cũng không bị nhầm. Đặc biệt là nó rất là bền các bác nhé. 12.000 đồng một mét đơn, bán kèm theo với cả pin năng lượng mặt trời bên tần thì không có lãi. Đấy. Thì có video sau em sẽ nói sâu hơn để cho anh em hiểu được. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video sau nhé.